Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Quân đội Nga tuyên bố giành quyền kiểm soát khu định cư Vodiany ở vùng Donetsk. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết nước này đã kiểm soát được khu định cư Vodiany ở vùng Donetsk tại Ukraine. Trong một phát biểu đưa ra ngày 5 tháng 4, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết trên hướng Avdiivka, các đơn vị thuộc nhóm lực lượng trung tâm đã giải phóng ngôi làng đông dân cư Vodiany ở Donetsk và tiếp tục tiến vào sâu hàng phòng ngự của Ukraine cũng như chiếm giữ các vị trí thuận lợi hơn. Trong khi đó, trên hướng Donetsk, các vị trí chiến thuật dọc theo tiền tuyến đã được cải thiện nhờ hành động thành công của nhóm các lực lượng miền Nam. Theo ông Konashenkov, đội hình 4 lữ đoàn xung kích, 3 lữ đoàn đường không và 8 lữ đoàn cơ giới của lực lượng vũ trang Ukraine đã bị đánh bại gần khu định cư Belohorivka ở Luhansk, gần các khu định cư của Kurs-Iumivka, Novomikhailivka, Kaletchivka, Spani, Andrivka và Chasivka ở Donetsk. Hãng tin Reuters nói rằng họ không thể xác minh độc lập tuyên bố của người phát ngôn Bộ Quốc phòng Liên bang Nga về bước tiến mới nhất nêu trên của các lực lượng Nga kể từ khi họ chiếm Avdiivka vào tháng 2 vừa qua sau nhiều tháng giao tranh. Theo Reuters, quân phòng thủ Ukraine đang cố gắng tấn công nhưng họ phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn pháo trong khi gói viện trợ của Mỹ cho Ukraine bị kẹt ở Quốc hội trong nhiều tháng. Trước đó, vào ngày 5 tháng 4, hãng thông tấn nhà nước AIA của Liên bang Nga dẫn lời một quan chức cho biết quân đội nước này đã tiến vào vùng ngoại ô Chasovia, một thành phố chiến lược cách Bakhmut mà Nga gọi là Artemovsk, gần 7 km về phía Tây. Đài Sputnik của Nga cho biết thêm, thành phố Chasovia vốn là một trung tâm hậu cần quan trọng của lực lượng vũ trang Ukraine kể từ năm 2014, đang mất đi tầm quan trọng chiến lược đối với Kiev sau khi lực lượng Nga nắm quyền kiểm soát các con đường dẫn đến đó. Quân đội Nga hiện chỉ cách thành phố Chasovia khoảng 1,5 km. Theo nhà phân tích quân sự Nga Sergei Poletev, vị trí địa lý của thành phố khiến Chasovia trở nên quan trọng từ quan điểm chiến lược, nó cung cấp quyền kiểm soát khu vực xung quanh trong bán kính hàng km. Về phần mình, quân đội Ukraine thừa nhận tình hình chiến trường gần Chasovia rất căng thẳng, nhưng phủ nhận những bước tiến của phía Nga trong thị trấn. Chưa dừng lại, để chống lại máy bay không người lái UAV của đối phương, xe tăng Nga đã được bổ sung thiết bị tác chiến điện tử tiêu chuẩn. Theo tờ Masinot cho theo, ấn phẩm chính thức của nhà sản xuất quốc phòng Uran Vagonzavod thuộc tập đoàn Rostec đã đăng tải thông tin trên ngày 5 tháng 4. Tờ Masinot cho theo đưa tin, tính đến thời điểm hiện tại, một loạt nhiệm vụ sản xuất mới là đổi mới kỹ thuật thiết bị của xe bọc thép, cụ thể là giảm lắp đặt các thiết bị đặc trưng. Thay vào đó, xe bọc thép được trang bị hệ thống tác chiến điện tử để chống lại máy bay không người lái. Ngoài ra, Uran Vagonzavod đã thực hiện đầy đủ kế hoạch mua sắm quốc phòng trong 3 tháng đầu năm nay. Lực lượng lao động của doanh nghiệp tiếp tục làm việc suốt ngày đêm, cung cấp cho quân đội những thiết bị chiến đấu tiên tiến nhất. Uran Vagonzavod thực hiện tất cả các mục tiêu sản xuất một cách nhanh chóng và hiệu quả tối đa, tờ Masinoy cho theo nhấn mạnh. Theo TASS, tính đến tháng 5 năm 2023, Uran Vagonzavod là nhà sản xuất xe tăng duy nhất cho lực lượng vũ trang Nga. Uran Vagonzavod đã nâng cấp xe tăng T-72 và T-80 và sản xuất T-90 với một số sửa đổi. Ukraine mất hơn 2.000 binh sĩ và 146 hệ thống vũ khí ở Donetsk trong tuần. Chiến sự Nga-Ukraine ngày càng nóng khi hai bên gia tăng các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái UAV vào lãnh thổ đối phương. Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga rằng quân đội Nga đã thực hiện 39 cuộc tấn công quy mô lớn vào các địa điểm triển khai quân sự, năng lượng và lính đánh thuê của Ukraine trong tuần qua để trả đũa những nỗ lực của Kiev nhằm phá hoại các cơ sở dầu khí và năng lượng Nga. Tất cả mục tiêu được chỉ định đã bị tiêu diệt, theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga. Cụ thể, tại tỉnh Donetsk, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng lực lượng Nga đã cải thiện vị trí chiến lược trên tiền tuyến và đẩy lùi 15 cuộc tấn công của quân đội Ukraine, khiến đối phương mất hơn 2.110 binh sĩ và 146 hệ thống vũ khí trong tuần qua. Ở thành phố Avdiivka, tỉnh Donetsk, Nga nói rằng đã giành quyền kiểm soát thị trấn Vodiany và đang tiếp tục tiến công. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các cuộc không kích, pháo kích và tấn công bằng súng phun lửa hạng nặng của Nga đã gây thiệt hại về nhân sự và khí tài đối với 6 lữ đoàn Ukraine ở Avdiivka và đẩy lùi 39 cuộc phản công của đối phương từ ngày 31 tháng 3 đến ngày 5 tháng 4. Tổn thất của Ukraine ở khu vực trong tuần qua lên tới 1.695 binh sĩ, 3 xe tăng, 15 thiết giáp, 23 xe cơ giới và 19 khẩu pháo dã chiến.
Tại thành phố Kupiansk, tỉnh Kharkiv, Nga cho biết quân đội Ukraine tuần qua chịu thương vong khoảng 270 binh sĩ, mất 2 thiết giáp, 22 xe cơ giới và 13 khẩu pháo dã chiến. Trên hướng tỉnh Kherson, lực lượng vũ trang Nga đã tiêu diệt 240 binh sĩ Ukraine, phá hủy 14 khẩu pháo dã chiến và 19 xe cơ giới của đối phương. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không đã phá hủy 3 máy bay chiến đấu, 1.119 UAV trong tuần. Bên cạnh đó, 7 binh sĩ Ukraine đã đầu hàng quân đội Nga trong tuần qua. Ngày qua, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã chặn hơn 50 UAV tấn công vào lãnh thổ Nga trong đêm 5 tháng 4. Các vụ tấn công xảy ra tại các tỉnh giáp với biên giới Ukraine như Rostov, Saratov, Kursk và Belgorod. Trong khi đó, đài CNN dẫn nguồn Ukraine rằng Kiev ngày qua đã phát động một cuộc tấn công ồ ạt bằng máy bay không người lái UAV vào một căn cứ không quân ở tỉnh Rostov, Nga, khiến 20 binh sĩ Nga thương vong và phá hủy 6 máy bay chiến đấu của Nga. Về phía Điện Kremlin, hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine rằng trong ngày 5 tháng 4, lực lượng phòng vệ Ukraine đẩy lùi 55 cuộc tấn công của Nga ở 6 khu vực, hầu hết là ở thành phố Avdiivka, tỉnh Donetsk và thành phố Kherson, tỉnh Kherson. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết có tổng cộng 72 cuộc giao chiến trên tất cả mặt trận trong 24 giờ qua. Trong ngày, không quân Ukraine tấn công 9 khu vực tập trung nhân lực, vũ khí và thiết bị quân sự, cũng như một hệ thống tên lửa phòng không của đối phương. Lực lượng tên lửa Ukraine tấn công 7 mục tiêu của Nga, bao gồm một sở chỉ huy, một đơn vị pháo binh, hai đơn vị phòng không, một trạm điều khiển UAV và hai cụm vũ khí, khí tải. Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, Nga ngày 5 tháng 4 tiến hành 10 cuộc tấn công tên lửa, 7 cuộc không kích và 97 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt MLRS vào các vị trí của lực lượng phòng vệ Ukraine và các khu vực đông dân cư. Các cuộc tấn công của Nga gây ra một số thương vong cho dân thường, khiến nhiều nhà dân và cơ sở hạ tầng dân sự khác bị phá hủy hoặc hư hại nặng nề. Ukrinform dẫn lời ông Ivan Fedorov, người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự tỉnh Zaporizhia rằng, Nga ngày qua tấn công tỉnh này bằng 5 tên lửa, vụ tấn công làm 4 người chết, 20 người bị thương và làm hư hại 3 tòa chung cư, 10 ngôi nhà và một ký túc xá. Cơ quan quản lý quân sự tỉnh Kherson cho biết, lực lượng Nga ngày 5 tháng 4 tấn công UAV vào thành phố Berislav, tỉnh Kherson, khiến 3 người bị thương. Tương tự, trưởng bộ phận điều tra của lực lượng cảnh sát tỉnh Kharkiv, ông Sergei Bolvinov, cũng báo cáo về 5 vụ tấn công của Nga bằng tên lửa F-300 vào một sân bay quân sự đã ngừng hoạt động ở làng Korotik thuộc tỉnh Kharkiv vào rạng sáng 5 tháng 4. Các cuộc tấn công của Ukraine giết chết 201 dân thường Nga kể từ đầu năm. Theo đài RT đưa tin, ngày 5 tháng 4, đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga Rodion Mirosnik nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga đã khiến hơn 200 dân thường thiệt mạng kể từ đầu năm 2024. Cụ thể, theo ông Mirosnik, dữ liệu từ chính quyền Nga cho thấy các cuộc tấn công của Ukraine đã gây ra 922 thương vong dân sự từ ngày 1 tháng 1 đến 31 tháng 3. Trong số này, có 721 người bị thương và 201 người thiệt mạng. Ông Mirosnik nói, cho biết thêm rằng có 11 trẻ em thiệt mạng và 59 trẻ em bị thương sau các vụ tấn công. Cũng theo quan chức này, trong 3 tháng đầu năm 2024, Ukraine đã bắn khoảng 22.000 quả đạn vào các cơ sở hạ tầng dân sự của Nga. Gần như 250 quả đạn pháo mỗi ngày hoặc 10 quả đạn pháo một giờ, theo ông Mirosnik. Ông Mirosnik cho rằng việc Ukraine tăng đột biến số cuộc tấn công có liên quan trực tiếp đến thất bại của họ trên chiến trường. Kiev chưa bình luận về thông tin trên. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.